Xin lỗi Điện trưởng Hoàng Gia Thành, tại vì đây là lời của một người ái mộ giọng ca của Điện trưởng, và mong rằng Điện trưởng ca lại cái bài mà Điện trưởng đã ca, Đà Lạt Chúng Tôi. Nếu Điện trưởng bằng thuộc, xin mời Điện trưởng ca bài này. Bằng sáu thủ đủ rồi. Ngày đã xa rồi, Đà Lạt ngày xưa khắc đậm, qua bao năm tháng việc ly cuối trời, mỗi sầu không vui nhớ Đà Lạt. Đây lâm viên trên đỉnh mù sương, kia cam ly sao riêng tí anh vào đỉnh vào đi ta buồn hẹn ngày mai em không lối về. Đây âm vang nghe tiếng mẹ về, ôi thiêng liêng đêm phố đánh trường, xuân nam nhi nguyện giữ lời thề, trường tôi dù có xa vời, Đà Lạt ngày xưa ước qua bao năm tháng biệt ly cuối trường nhớ. Cho bà con coi là nó đẹp ra làm sao. Dạ, phải mình cái gì đẹp thì mình phải khoe chứ. Đẹp thì phải khoe chứ. Đó. Bây giờ bạn đi. Ông dạ. Có nhóm sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng đây. Dạ. Bắt mấy chị đi ngoài cực quá. Cái người mà đứng phía bên trái của tôi, phía bên trái cùng là chị Gương khóa 7, tới kế tiếp là chị Liêm khóa 20, tới kế tiếp là chị Hạnh khóa 20, 19, và tới kế tiếp là chị Sinh khóa 11. Đó. Chị giới thiệu với tất cả mọi người. Cái người mà chụp hình ngày hôm nay là anh Hà Trinh Tiết, anh sẽ chụp các cái ảnh rất là đẹp. Bảo đảm đẹp. Nhớ mình có một cái website gọi là Bỏ Bị Up,
bỏ bị Đà Lạt Sacramento. Quý vị nào mà không có chờ được cứ vô cái website đó là có ảnh hết á. Anh Đinh Tình, anh làm ơn post các cái hình lên website càng sớm càng tốt. Bây giờ anh đi lên đây rồi nói cho mọi người biết đi. Là lúc tối nay có tối nay có hình về. Theo lời của anh Tình á là tối nay là mình đã có ảnh rồi đó. Võ Bì Việt Nam.com có một cái có thể vào cái là Võ Bì Việt Nam đó không thì là cái tên đó là nó dễ nhớ nhất. Dạ. Hay là cái này dài quá, cái này dài quá. Dạ. Mình mình cái website của mình là hồi võ bì sacramento.com, hồi võ bì sacramento.com. tôi xin nhắc lại là hồi võ bì sacramento.com. Hay là có một cái website nữa, cái tên mình nhớ mãi không, là võ bì Việt Nam. Yes. Tức là sắp tới là mình sẽ thấy rằng là mình, lúc mà mình tổ chức cái tiệc Tết cho năm 2012 thì các chị sẽ mặc áo dài đồng phục của hội võ bì sacramento, và lúc đó thì chúng ta lại sẽ có một cái dịp để mà show không biết về cái chuyện gì. Kể từ lúc mà chúng ta thành lập cái hội võ bì Sacramento đó thì vị hội trưởng tiền nhiệm là liên trưởng Nguyễn Đình Hành có phải chiến với sự cộng tác của chị Hành á đã bắt đầu xây dựng cái hội võ bì của chúng ta cho tới ngày hôm nay. Và trong cái tiến trình đó chúng tôi thấy rằng là chúng tôi phải ghi ơn chúng ta phải ghi ơn anh Nguyễn Đình Hạnh hơn 19 và chị Hạnh hết lòng hỗ trợ anh Hạnh trong suốt cái tiến trình của hội võ bì Sacramento. Thành ra chúng tôi xin bạn khác ở đây để mà chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Hạnh và chị Hạnh khóa 19. Một kế tiếp chẳng hạn như Đinh Nhật Tâm đã bỏ công bỏ sức vào trong các cái sinh hoạt của hội bộ của chúng ta ở Sacramento này rất nhiều. Chúng tôi xin thay mặt anh em cảm ơn Đinh Nhật Tâm, và nhất là trong hiện tại chúng ta thấy rằng là anh Cao Văn Hải và chị Cao Văn Hải là những người đã rất là đầy nhiệt tâm với hội võ bì chúng ta. Trong cái nhiệm kỳ trước, anh Hải đã thành công. Cảm ơn anh nha. Và chính vì vậy mà chúng ta tín nhiệm anh Hải với sự trợ giúp của chị Hải trong cái nhiệm kỳ vừa rồi cho tới bây giờ chúng ta lại bầu thêm cái nhiệm kỳ thứ hai. Thì chúng tôi xin thay mặt anh em cảm ơn anh chị Hải rất nhiều. Cảm ơn hai vợ chồng. Rồi nhưng mà những người mà phụ giúp anh Hải đó là trước tiên là chúng tôi thấy có anh chị Nguyễn Văn Anh Gương, anh chị Gương khóa 27. Chẳng những cái nhiệm kỳ của anh Hải mà nhiệm kỳ của anh Hải, anh Tâm, tất cả
hai vợ chồng lúc nào cũng giữ cái quỹ của chúng ta luôn luôn được dồi dào. Thành ra chúng tôi thay mặt tất cả các thành viên của hội bảo trì là cảm ơn anh chị Nguyễn Văn Gương rất nhiều. Anh cũng như anh Hải nói, anh Hải hỏi anh Gương tiền hết chưa? Còn nhiều, anh Gương trả lời còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Tôi không hiểu tại sao mà anh chị Gương có thể làm được những cái như vậy, tôi cũng không hiểu. Hỏi lo. Không biết có đóng bên trong hay không, không biết, nhưng mà lúc nào tiền cũng còn không hiểu tại sao nữa. Và sau đó chúng tôi xin cảm ơn anh chị Nguyễn Đình Tình. Anh Tình và với sự trợ giúp của chị Tình đã thành lập cái website và làm cho hội bộ của chúng ta rất là đặc sắc. Thành ra hôm nay chúng tôi xin tất cả các anh chị liên trưởng của các chị và các bạn, các chị, chúng ta xin vỗ tay một tràng tay thật lớn. Thứ nhất cho anh chị Nguyễn Đình Hạnh, thứ hai anh Tâm, và thứ ba là anh Cao Văn Hải, anh Nguyễn Văn Gương và anh chị Nguyễn Đình Tình. Chúng tôi xin tất cả quý vị sẽ thấy rằng là trong cái tân niên tới này đó, anh chị Hải sẽ làm với ban tham mưu, tức là ban chấp hành của hội bộ Đà Lạt, gồm có anh Dương và anh Tình, làm một cái buổi tân niên rất là vui vẻ và sôi sắc nhất từ xưa tới nay. Và chúng tôi xin cảm ơn anh chị Hải, anh chị Tình và anh chị Gương trước khi mà chuyện nó sẽ xảy ra. Dạ, xin hết lời. Thì vì vậy tôi xin là tuy là không có nhạc, tôi xin hát một cái bài này để mà cũng liên hệ này để chúc vui. Cái đó là cái bài quân hành mà chúng ta đi hàng ngày ở trong trường của chúng ta. Đó là cái con đường vui mà có công quân chặt và văn phục và con đường vui. Không có nhạc nhưng mà chúng tôi xin hát như thế này. Những điều xa nhà cùng ngồi bên đá, nhịp đàn vui bay theo gió qua. Mai có câu lên đường đem chi tay càn trường, đời ta sống tháng vì cô hương. Anh Dương lên một đoàn thanh niên dục nhau đi từ khi nắng sớm, lúc gió chiều về toàn tiếng tiêu. Ai còn khi trên đường dài, còn người đi qua đường và núi, bước chân buồn qua miền xa xôi. Là đoàn người Việt Nam theo thắng tươi, bạn ta vui bước trên đường mưa gió về còn nghe vang dương bao đời con.